Xin chào tất cả mọi người Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Súp Thì đây Bữa nay mình sẽ không review về sản phẩm nữa Mà review về cơ sở vật chất Tại các chi nhánh của Gia Súp mình Và nhân vật đầu tiên Được lên sóng sẽ là con Inbody 770 Đang cực kỳ Coi như là đếm ở xét ở trên thành phố này là Chỉ có đếm trên đầu ngón tay thôi Về số lượng Thì muốn biết chi tiết về Inbody này như thế nào Thì mời các bạn hãy xem clip nhé Và sau đây mình sẽ review cho các bạn những công cụ cần thiết để các bạn có thể kiểm tra được lượng tỷ so tỷ lệ cơ thể sau khi ghé thăm tất cả các chi nhánh của shop và đây là hai công cụ đặc biệt đầu tiên sẽ là chiếc máy đo chiều cao đây sẽ cho các bạn một con số chính xác nhất và chiều cao cơ thể để khi mà đi qua in body thì các bạn sẽ có một chỉ số chính xác nhất thì đây đó kéo thì cái số trên đây nó sẽ chạy và hay, tới chiều cao có thể rồi mình bấm dần dần là có cái đây uh, có cái ổ khóa bấm dần thì uh, đó nó kêu cái tiếng đó là đã đã được, được kết nối qua máy in body thì mình bấm yes rồi rồi mình đứng lên thì máy nó sẽ nhảy ra được cái số cân nặng của mình là 73kg và mình nhập ID vô thôi sau một vài bước đơn giản thì mình đã có ngay cái kết quả body của mình trên tay và mình sẽ phân tích cụ thể cái tờ giấy body này nó thể hiện cái điều gì để mọi người có thể dựa vào đây và thiết lập một cái lộ trình tập luyện và dinh dưỡng sao cho nó hợp lý nhất. Đây là cái bảng đo inbody mà sau khi đo xong thì nhân viên của shop sẽ tư vấn cho các bạn. Thì đầu tiên sẽ là ID cái id này là nó sẽ giúp máy nhớ được xem là uh, lưu lưu lịch sử thì đây là cái số một số rất quan trọng đầu, đầu tiếp theo là chiều cao nè tuổi và giới tính sẽ là ba cái thông tin quan trọng giúp máy tạo ra một cái thuật toán giúp tính toán được cái chỉ số uh, thông tin cơ thể của mình có chính xác nhất và tiếp đó sẽ là body phân tích các chỉ số cơ thể thì cái chỉ số này nó sẽ gồm bốn cái nhỏ sẽ là đầu tiên là lượng nước trong cơ thể thì lượng nước trong cơ thể sẽ là à, như đối với ẹt đó đối với mình đó, sẽ là từ 35.7 cho tới 43.7 sẽ là cái lượng này là lượng được um, khuyến cáo nhưng mà mình là người tập thể hình tập thể thao nhiều thì mình uống nước nhiều thì trong đó là sẽ là 44.4 vượt qua cái mức khuyến cáo của máy tiếp tới là cái lượng protein cái lượng protein trong khoảng từ 9.5 cho tới 11.7 sẽ là của người bình thường nhưng mà cũng lại là người tập thể hình luôn thì mình nạp nạp nhiều hơn người bình thường sẽ là 12.1. Rồi đây là các uh, vi chất là gồm các vitamin và khoáng chất á thì mình cũng nạp nhiều hơn cái mức uh, khuyến cáo luôn là 4.13. Và cái lượng uh, mỡ body fat mass thì mình nằm trong cái khoảng cho phép là 7.6 cho tới 15.3, đó là con số 12.7. Thì trên đây là bốn cái phần nhỏ. Ok, thì bây giờ tới cái phần mà nhiều bạn quan tâm mỗi khi một cái tờ thông tin in body ra là cái tờ phân tích cơ mở. Và cái phần uh, phân tích coi như là phần trăm mở rồi BMI. Đầu tiên sẽ là phần uh, phân tích đầu tiên nè, đại ký nè, số ký. Thì minh là 73,3 kg. Thì cái mức ký cái mức cân nặng này là nó nằm trong mức bình thường. Vì minh cao tới mươi lận thì nó nằm trong mức bình thường. Tiếp tới là cái phần cơ bắp là mình là 34,4 thì cái phần cơ này là được đã có là over rồi. Thì cái mục tiêu của các bạn á khi mà tập luyện tới hình á thì cố gắng sao cho làm cái phần cơ này nó phát triển càng nhiều càng tốt. Thì muốn phát triển cái phần cơ này á thì các bạn phải nạp đủ coi như là thứ nhất là protein, cáp, fat và nghỉ ngơi hợp lý thì cái lượng cơ bắp này nó mới phát triển được. Song song đó thì các bạn sẽ cố gắng giữ cho cái phần số à, cho, cho cái ký mở nó nằm trong mức bình thường hoặc là under thôi thì à, đối với nam á, thì à, à, cho trong mức bình thường under thôi từ từ lát nó xuống phần trăm mở thì mình sẽ cho một cái khoảng mà các bạn cố gắng giữ cơ thể mình trong cái mức đó à, tiếp tới là cái phân tích phần trăm mở nè phần trăm mở là đối với nam á, thì cố gắng giữ cái con số phần trăm mở này trong cái khoảng là từ à, 10 từ 10 cho tới 15 là sẽ là đẹp nhất. Còn nếu như các bạn nào mà hoạt động trong coi như là làm văn phòng hoặc là đi làm sale rồi chạy ngoài đường nhiều á thì sau đó giữ cho cái mức này dưới 20% là ok. À, còn đối với nữ đó, thì cái mức này là khoảng từ 20 cho tới 25 tại vì nữ thường thường nó mở nhiều hơn đó, tại vì nữ nó có thêm cái phần ngực thì máy nó cũng tính luôn là mô mở, thì luôn luôn sẽ cao hơn nam, cơ bản là cao hơn nam rồi cơ này của nữ thì cố gắng lên cái mức no mồ là đẹp rồi thầy nữ nào cơ cũng ít giữ mức no mồ này ok tiếp tới đó là máy nó sẽ đưa ra là cái phần trăm cơ bắp tràn trải trong cơ thể thì cái thông tin này nó sẽ giúp cho các bạn cải thiện cái phần cơ còn yếu tốt hơn thì như mình là cái phần trên cái phần giàn trên là bao gồm nè tay phải tay trái và chân chân là bao gồm là cái mình là bao gồm là ngực bụng và lưng là cái lượng cơ bắp là khá là ok đều qua gần gần tới mức over là nhiều đây và cái phần mà mình còn yếu đó, là hai cái chân thì có thể là cái phương pháp tập nó chưa được đúng hoặc là chưa có cố gắng mà tập vượt qua cái ngưỡng thì cho nên cái chân nó chưa phát triển lắm đây thì nó thì thường thường các bạn đặt câu hỏi là ủa sao mà cái lượng cơ của mình nó bị lệch thì xin trả lời luôn đây nè lượng cơ nè tay trái là 3,53 còn tay phải là 3,41 thôi thì thường thường cái con người á thì nó không người ta không có đều nó bị lệch giữa hai phần cơ thể cho nên các bạn cũng đừng quá lo lắng à, về cái, cái 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 vụ này thì nếu như các bạn lệch nhiều quá thì các bạn cố gắng tập à, cải thiện thôi thì do shop sẽ có riêng một series về cải thiện phần cơ bị lệch cho các bạn nữa bên đây á mình cột bên đây nó sẽ có là cái bảng sơ đồ này là cái bảng mở nội tạng thì nó sẽ có hai trục là trục này ở dưới đây là trục tuổi nè và đây là trục uh, mở trên uh, cm vuông thì uh, thường thường mình sẽ uh, khuyên khách hàng là dưới cố gắng dưới cái số 100 này thì càng tốt là mình đang là 53.2 là ở mức bình thường thì nếu như mà khách nào mà đạt cái mức 100 này hoặc là hơn á thì mình luôn khuyên là người ta về nên thay đổi chế độ ăn đầu tiên sau đó là nên đăng ký một gói uh, tập gym hay là bất kỳ một bất cứ một môn thể thao nào khác để mình vận động cơ thể để cho là giảm mỡ đi để tăng cường sức khỏe tiếp tới đó là cái lượng mỡ từng phần thì thường thường á, sẽ là mỡ bụng Nó nói mỡ bụng là cái mỡ mình mình á, là trân á, là nó sẽ chiếm nhiều nhất nhiều số phần trăm nhất là 166,9% luôn thì ai cũng vậy mà thì mình sẽ cố gắng mình thay đổi cái chế độ ăn cũng như là mình tăng cường mình thay đổi cái lực tập sao cho nó phù hợp để nó giảm cái lượng mỡ này xuống thì tới đây là cái số đo trung bình của toàn cơ thể Thì thay vì các bạn đi đi may đồ người ta lấy thước dây người ta đo Thì đây máy nó sẽ cho mình một cái con số luôn Là ví dụ như là ngực nè sẽ là 101cm Rồi hông sẽ là 98,5cm Đó Rồi chân trái chân phải là nói chung là tất cả các loại chỉ số này thì đây là cái chỉ số mà các bạn nên dựa vào để kiểm tra xem là cái sự tiến bộ của mình qua từng giai đoạn tập luyện tiếp đó sẽ là cái phần đây phần dưới đây đây là đầu tiên hai chỉ số nó sẽ là nước nội bào và nước ngoại bào thì hai cái chỉ số này nó khá là chuyên sâu vì thời lượng của clip không cho phép cho nên là nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì mời các bạn qua các chi nhánh của YouTube thì mình sẽ trao đổi thêm về vấn đề này tiếp đó sẽ là cái basal metabolic rate là cái 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 chỉ số này á là cái số calo cần thiết để duy trì hoạt động sống trong một ngày có nghĩa là các hoạt động ví dụ như là ngủ ăn làm việc đi hít thở đó là những cái hoạt động giúp duy trì sự sống là một ngàn, đối với mình thôi nha là một sáu trăm tám mươi calo và cái tiếp theo là cái lượng calo cần ăn trong một ngày là hai bảy thì cái lượng calo này nó sẽ từ là nó sẽ lấy cái lượng calo này BMR nó sẽ cộng thêm cho cái lượng calo khi mà mình tập luyện thì một buổi tập á, bao gồm cả tạ và cardio thì sẽ rơi vào tầm từ 700 cho tới 1.000 calories tùy tùy bữa thì mình lấy cái này mình cộng cho 1.000 nó sẽ ra cái này thì nếu mà mình ăn ăn cái số 2.700 này á, thì nó sẽ giúp giữ được 73 kg cân nặng và bây giờ mình muốn tăng lên nó muốn tăng ký lên nó thì mình sẽ cộng thêm từ 300 đến 500 calo cộng thêm hoặc mà muốn giảm ký thì mình lấy cái số này mình trừ từ 300 tới năm calo là sẽ giảm từ từ đó còn cái lượng này là cái lượng uh, uh, cái gì um, cái tỷ cái tỷ lệ coi như là hông tức là hông thì lá sẽ rơi vào khoảng uh, từ 0,8 tới 0,9 là ok mình từ 0,85 là được đó và trên đây là mình đã trình bày được tất cả các uh, mục mà cái tờ in body này đưa tới cho các bạn thì nếu mà các bạn muốn trải nghiệm đo uh, chiều cao và in body thì hãy ghé ngay các chi nhánh của jsup lên mình để uh, đội ngũ nhân viên của shop sẽ chăm sóc các bạn thật nhiệt tình nhé xin cảm ơn và. lại